Dạ, mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang cuối đường của Nguyễn Thái Bình và Cộng Hòa, thuộc Tân Bình đó anh chị. Trước mặt anh chị là cầu vượt, cầu vượt Cộng Hòa, ngay vòng xoay Lăng Cha Cả đó anh chị. Chiều nay em mời cô chú anh chị cùng em đi dạo đường Lê Văn Sĩ, mình bỏ qua chợ Phạm Văn Hai, xem tình hình đầu năm diễn ra như thế nào. Và bây nay cũng là ngày mùng 6 rồi, gần 6 giờ đó anh chị, cho nên là nắng nó cũng xuống rồi. Phía trước mặt anh chị là vòng xoay Lăng Cha Cả đó, bị án cái chiếc xe buýt rồi cho nên là không thấy được cái vòng xoay đó. Lăng Cha Cả ngày xưa em cứ gọi là Lăng Gia Cả không ạ. Sau này tìm hiểu rồi mới biết là Lăng Cha Cả. Và đây là đầu đường nè, mình mới vừa cắt ngang Hoàng Văn Thụ. Trời chiều Lê Văn Sĩ anh chị, đầu năm. Dạ, đầu video thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Ở mấy cái video trước em chia sẻ về Sài Gòn, những ngày Tết hoạt động ở Sài Gòn anh chị. Thật ra thì Sài Gòn nó cũng có chút điều hiu, nó hơi buồn. Do anh chị mình đi về quê hết rồi. Còn đông chỉ là đường xá thôi, xe cộ chạy đông thôi. Một số trung tâm thì kẹt xe, chứ còn hàng quán, cửa hàng, công ty người ta đóng cửa hết trơn. Nhập gia tùy tục, nhiều công ty nước ngoài người ta cũng phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ ăn Tết cổ truyền. Em đang rẽ vào con đường là Ngô Thị Phu Minh. Con đường này chạy thẳng nữa thì ra Phạm Văn Hai. Chiều nay em sẽ bọc vào cái chợ Phạm Văn Hai anh chị. Không biết là chợ hoạt động lại chưa. Dạ, rồi xong sẽ lòn lại Lê Văn Sĩ, mình chạy tới đường cầu Lê Văn Sĩ luôn. Đó, rồi cắt ngang là đường Hoàng Sa. Dạ, em cũng rất cảm ơn thời gian qua cô chú anh chị đã ủng hộ. Hàng quán ở đây thì hầu như chưa mở, thì có xe cộ đi lại không à. Buổi chiều ở đây thường thì bán nhiều, đặc biệt là những cái quán nhậu, rồi cái quán những cái quán đồ ăn nhanh, cá viên chiên, bánh mì đồ quá trời ha. Giờ nay mùng 6 mà dưới quê là giờ này còn Tết rần rần. Ở đây có một hai cái quán nhậu nè. Bên trái cũng buôn bán rồi nè, có nhiều cái quán nhậu á. Anh chị mình chưa có đi làm hoàn toàn hết hay sao á, giờ này không thấy kẹt xe chứ thường chiều giờ này dữ thần lắm. Chắc có lẽ là hàng quán chưa có mở đó, rồi anh chị nhân viên cũng chưa có đi làm nhiều. Và đây là chợ Phạm Văn Hai á anh chị, bán hoa trái cây quá trời. Bán ở những cái sạp ở ngoài thôi, còn sạp trong nhà lồng chưa có mở cửa. Thật ra thì ngày xưa đi chợ thường hay gửi xe hoặc là nhà gần đâu phải gì đó, đi bộ, đi lòn lòn trong nhà lồng. Khi đi chợ rồi mình mới xác định được là mình mua cái gì, nhưng mà bây giờ thì không có. Bây giờ thì tính ở nhà ăn cái gì luôn rồi chạy rét ra mua. Thì anh chị cô bác mình bán ở cặp mé vậy nè, đi xe ông đa ngừng lại mua nó tiện. Cho nên là cái việc bán ra ngoài quá trời. Dưới này là hàng cá, hàng thịt heo. Đường dưới này nó không có được đẹp, đi nhảy cái tưng tưng.
quận 2 anh chị cũng chưa có buôn bán gì nhiều. Bên trái toàn bộ là đóng sạp hết rồi. Thật ra ngày thường thì những cái sạp gần mé như vậy nè, là buổi chiều cũng vẫn còn bán, nó chứ chưa có dẹp hết đâu. Tại nay nhiều khi anh chị mình sẽ có thể là chưa lựa được cái ngày khai trương để mở sạp hay sao. Mình rẽ phải thì mình ra Hoàng Sa anh chị, khu vực Tân Bình. Chợ Phạm Văn Hai nó nay nó cũng điều hiu luôn. Bên đó thì buổi tối bán đồ ăn nhiều lắm đó, bún bò với bún cá, bún riêu, bún mắm, nước ép sinh tố, bún mọc nữa, bún thái, bò kho, phở, hủ tiếu, cá viên chiên, bắp xào, hộp gà nướng, hộp vịt lộn đó. Chợ Phạm Văn Hai đó buổi tối người ta vui lắm, bán nhiều lắm. Nhiều khi sợ không có tiền đi ăn thôi. Những cái quán nướng của Đà Lạt này buổi tối thường hay đông khách, chiên về nướng. Xong hơi, xoa bóp, massage. Nhậu mệt mệt vô đó xong nó khỏe người. Và trước mặt anh chị là Lê Văn Sĩ nè. Mình chạy thẳng Phạm Văn Hai này luôn thì mình ra Nguyễn Văn Trỗi anh chị. Ngay chỗ công viên Hoàng Văn Thụ. Giờ cao điểm mà hàng quán điều hiu, nhiều cái cửa hàng chưa có mở, đóng cửa hết rồi. Đâu đó thì làm như là qua Tết là cái đường này em thấy là treo bảng cho thuê mặt bằng nó cũng nhiều hơn cuối năm hay sao. Anh chị mình gồng không nổi. Vắng que luôn, buồn cho cái đường Lê Văn Sĩ. Bán thời trang nhiều lắm. Nguyên cái cửa hàng lớn nó luôn cho thuê. Cái này là cửa hàng thời trang Hoàng Phúc á anh chị. Tên này cũng đóng cửa luôn. Hoàng Phúc gần thời gian gần đây nó cũng rút gọn lại nhiều cái cửa hàng. Thời trang bây giờ bán đại trà quá mà nhiều quá, chứ không phải như ngày xưa ngày trước á. Giờ ngành thời trang mà mở ra cũng phải cạnh tranh khốc liệt, lớp nào mặt bằng đó, rồi công cán, điện nước. Giờ hầu như người ta mua hàng đồ thời trang online cũng rất là nhiều. Chiều nay đường vắng que luôn, chạy thoải mái luôn. Béo đẹp gì nè, thế giới béo đẹp. Big size, đồ big size anh chị, dành cho những người có mỡ, những người hơi nặng cân. Và nhà thờ Ba Chuông, Nam Minh Ba Chuông. Về về công giáo thì em không có rành hết anh chị. Thật ra thì em cũng không phải người theo đạo, nhưng mà em tiếp xúc nhiều với bên Phật giáo, cho nên là Phật giáo thì em biết nhiều.
chứ còn công giáo thì em không có rành, đi đường thấy thì chia sẻ thì thôi, chứ còn chuyên sâu về Phật, về công giáo thì em không biết. Đóng cửa nhiều, hai bên đường chưa có buôn bán, năm nay kinh doanh khó khăn, tại vì dân mở cửa tốn công, thôi ăn Tết thêm vài ngày. Trước mặt anh chị là đường Quỳnh Quang Bánh đó, Quỳnh Quang Bánh mình chạy thẳng luôn là cũng rẽ phải là ra Nguyễn Văn Cẩu, còn rẽ trái mình đi hoài luôn là ra Hoàng Sa. Mình muốn bánh mình rẽ trái thì mình đi hoài luôn, mình gặp Nguyễn Kiệm á anh chị. Nguyễn Kiệm về Gò Vấp, Nguyễn Thái Sơn, công viên Gia Định. Trước mặt anh chị là đường ray xe lửa. Trời chiều mà khúc này á đông kẹt lắm, tại vì những cái người đi xe Honda này người ta chạy theo cặp cái con đường ray nè, người ta xỉa qua xỉa lại rồi bên này đi tới nữa, nó gây ra tình trạng kẹt xe. Lúc đó thì mạnh ai mới chen nhau mà đi thôi. Thời tiết bầu trời gần đây thì hay là khi mà tối muộn vẫn còn ánh sáng anh chị. Sài Gòn gần đây khi mà trời tối là 6 giờ hơn thì vẫn còn sáng, nó chưa tháng 5 chưa nằm đã sáng mà tháng 10 chưa cười đã tối. Thời gian bây giờ qua tháng 10 rồi, lọt qua tháng 5 cái bắt đầu về đêm nó rút ngắn lại. Có mấy cái cửa hàng người ta còn nhớ mở nhạc sung, mở nhạc Tết. Nhà thờ Vườn Xoài mới vừa qua, em tưởng đâu là cái treo đèn màu nhiều quá anh chị, không nhận ra nhà thờ, đèn màu đèn chớp nhiều. Người mà người bản địa của Sài Gòn cũng không đông á anh chị, đa phần là những anh chị mình lên đây làm việc, những người nhập cư tỉnh lẻ lên đây làm việc. Bây giờ Tết xong ta về cái bắt đầu đường xá nó vắng lại, có nhiều cô bác mình Tết cũng không có về. Trên này buôn bán nhỏ lẻ, nước nôi rồi đồ ăn vặt, thậm chí là giao hàng những cái hoa kiển. Độc lạ con đường Lê Văn Sĩ nhưng mà là chợ, là chợ Nguyễn Văn Trỗi. Đôi lúc em cũng thắc mắc nhưng mà nó lại là nằm ở trên cái con đường này á, Trần Quang Diệu phía trước ngay ngã tư. Cũng như là đường Quỳnh Văn Bánh, mình chạy thẳng cái Trần Văn Diệu mới bên tay trái là ra Nguyễn Văn Trỗi, còn rẽ phải thì mình ra Hoàng Sa. Chiều nay thì ảm đạm, trống vắng, nói về Sài Gòn thì năm 2024 này em có hai cái ấn tượng. Ấn tượng là về khu vực chợ lớn, chợ Kim Biên đó anh chị. Ở một cái video trước em có chia sẻ là em đi cũng hơi sớm á, cái cảnh mà màn sương rồi cửa hàng đồ đóng cửa hết trơn làm như là cảnh vườn không nhà trống vậy, như là nói nhiều khi nó quá đáng chứ là nó một cái
nó một cái đại dịch vậy đó anh chị, nó tuôn qua nó không còn một bóng người, nhà cửa nó vắng hết luôn. Chợ Nguyễn Văn Trỗi ở đây nè. Dạ, em rẽ vào luôn, mình đi một vòng trong này. Ở đây thì buôn bán quần áo, giày dép. Dưới này hàng quán đồ ăn, quá trời đồ ăn. Cá mắm chưa bán lại nha, chợ này chưa có bán lại. Ở trong còn gác ghế, gác dù, mấy cái sạp thịt cá ở trong. Bông, rau củ, trái cây. Ra loại Lê Văn Sĩ rồi. Dạ, trước mặt anh chị là cầu Lê Văn Sĩ. Một đoạn chia sẻ ngắn cập nhật về trời chiều Lê Văn Sĩ đến đây là cũng xin kết thúc anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ. Dạ, em chào cô chú anh chị.